Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Các bạn, nay giới thiệu các bạn là xử lý một số chỗ nha. Xử lý một số chỗ các nền nhà mà nó bị gọi là sao ta, nó bị bọng á các bạn. Một thời gian các bạn sử dụng á, đây nó bị bọng nè các bạn. Đây đặt nè ha, ở đây đặt nè, có một số đặt, một số chỗ bọng. Thì một số chỗ bọng thì các bạn xử lý để sau này nó không có bị nữa các bạn. Đây các bạn thấy nè, chung vào ban đêm rồi, cái này mình có thời gian chỉ vào ban đêm thôi, mình xử lý một số chỗ này nha các bạn. Đây, các bạn thấy không nè, chột nó có cái đèn kẻ rãnh này các bạn, không các bạn thấy không, mấy cái rãnh này nè các bạn. Thì các bạn làm cái xi măng ha, làm xi măng các bạn cho nó vào là coi như là các bạn giải quyết xong ha. Rồi các bạn chuẩn bị cái xi măng thì giống như cái hình nãy chúng ta chụp cho các bạn coi á, là chuẩn bị xi măng, là chuẩn bị cái lon. Chúng ta trước tiên là chúng ta khuấy cho nó, chúng ta khuấy cho nó gọi là nó sao nhỉ, nó ra nước các bạn. Các bạn sẽ đổ xuống dưới luôn, hơi lỏng xíu tại vì ở bên dưới nó bị bọng á các bạn. Đây xi măng này, xi măng này các bạn có thể ra một số chỗ vật liệu xây dựng á, cát đá xi măng á, rồi các bạn mua ở đó, các bạn mua 1 ký gì đó. Xử lý nói chung là xử lý cục bộ rồi các bạn. Cái này nếu mà tại vì hôm trước mình đã xử lý một lần rồi, xử lý chỗ khác các bạn, mép bên này nè, mép bên này nè các bạn thấy không đó. Đây, đi tới cho các bạn xem đó, chỗ này mình xử lý cho các bạn xem nè, thấy không, mình phải lột luôn những cái cục gạch này nè các bạn, mình phải lột luôn những cái cục gạch này lên, lột xong rồi sau đó mình dán lại, mình dùng xi măng mình trám lại, xi măng nguyên chất thì không có trộn cát nha các bạn, thì chất kết dính nó mới cao đó, các bạn thấy không, chút xíu mình sẽ dậm lại ở chỗ này luôn đó. Rồi bây giờ xử lý chỗ này nha các bạn, chỗ này nó đang bị bọng nè các bạn, chỗ này nó đang bị bọng, các bạn đổ vô đây. Ở đây nó có cái kẻ rãnh này các bạn thấy không, nguyên cái cây của mình mà nó xuống hết gần nửa rồi các bạn, tức là nó đang bị bọng chỗ này thì các bạn phải xử thôi. Các bạn sử dụng nước nha, trộn nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, cái lò xi măng mình cho ít nha các bạn. Cho mình tháo cái chanh ra được không? Các bạn chờ xíu nha. Cho mình dán làm sao được ta. Ok các bạn, cố định cái cam lại ha. Mình làm cho các bạn xem, cho mình để mình quay nó khó quá. Đây các bạn sử dụng đây nè, các bạn cho cái này xuống nha các bạn nhét xuống thì nó đang lỏng mà, các bạn nhét xuống, nhét đến khi nào các bạn thấy không còn nhét được nữa các bạn ha, không còn nhét được nữa tức là nó đã kín ở dưới,
Chứ bây giờ nếu như mà các bạn xử lý đây á, chỉ có nước là cục gạch là nó bể thì các bạn môi lên thôi, giống như mép bên kia hồi nãy mình soi cho các bạn xem, nó là cục gạch nó bị bể với các bạn, xe nó chạy lên riết nó cũng bể các bạn. Đây là cái ram dốc trước nhà mình nè, các bạn dậm dậm vậy nè thì nó sẽ xuống nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó xuống không? Đó, nó xuống, xuống xong tới lúc là các bạn thấy nó chặt lại luôn, chặt lại các bạn sơm xuống vậy thôi. Đây này là mình sử dụng cái này là nó sẽ kết dính lại các bạn. Đó, các bạn thấy. Nói chung là suốt ngày mình đi làm các bạn, nguyên cái ngày đi làm không có thời gian làm cái này. Chứ nếu bằng ngày làm thì nó, nếu bằng ngày làm thì chút xíu xong các bạn. Nói chung ban đêm làm cũng được, nó mát mẻ. Nó mát mẻ. Ban đêm làm mát mẻ với hai thanh tịnh, với hai các bạn làm xong cái tới sáng nó khô các bạn. 5 tiếng đồng hồ rồi cái xi măng này nó sẽ đông kết lại các bạn. Nói chung là ai cũng có thể ở nhà làm được các bạn, phụ nữ cũng có thể làm được, rất đơn giản. Mà nhiều khi do phụ nữ người ta làm việc nhà đó, ta làm bếp này nọ, ta không có thời gian người ta làm. Chứ bây giờ mình thời đại bây giờ phụ nữ như phụ nam mà các bạn, ta mạnh mẽ lắm. À, các bạn thấy không? Khi mình làm xuống nãy giờ làm bao nhiêu nó xuống hết bấy nhiêu các bạn. Đó, mình xử lý cái này là để cái gạch của mình không bị bể nha các bạn. Nhiều là xuống hết nhiều rồi, tức là ở dưới này là một, nó rộng nhiều lắm rồi. Có nhiều cách để làm. Cách này là hữu hiệu nhất đối với những cái trường hợp mà gạch đá nó bị bọng các bạn. Trong trường hợp nếu mà nó bị bọng chỗ này, nó bị hở khe ron đó các bạn, thì khi mà có nước trời mưa hay là nước lau sàn nhà của các bạn á, thì nó sẽ bị bọng, càng ngày càng bọng các bạn. Nước nó lông vô là nó sẽ làm tróc cái bằng xi măng kết dính giữa cái gạch với cái gạch với cái nền. Thì giờ các bạn chim vô các bạn làm cứng lại. Các bạn xi măng các bạn làm tới đâu các bạn chay tới đó các bạn. Tại vì cái lỗ này thật chất mình cũng không biết là nó sâu hay là nó không sâu hay các bạn. Ở khu vực này chuột nhiều các bạn. Chuột kêu chít chít luôn. Mình làm đây là nó kêu chít chít căng lộn. Nó muốn kín rồi nè các bạn. Các bạn dễ lắm, nhận biết dễ lắm. Nếu như các bạn làm mà nó không xuống nữa là các bạn biết nó đầy. Nó giống như một cái lỗ, các bạn chế riết anh nó đầy lỗ thôi. Rồi. Còn nữa nha, cái này bắt buộc mình phải làm nhiều hơn các bạn. Cái lỗ rất là lớn. Các bạn đừng sợ xi măng chết nha các bạn ha. Tại vì xi măng nó hút nước rất là nhiều. Cái cây này các bạn đưa vô cái này nó hút sạch bon luôn ha. Để cái cây mình đang hút. Xi măng này rất là rẻ. Một bao nó khoảng trăm mấy nha các bạn. Thì trăm tiền bao nếu các bạn mua lại thì nó mắc. Thank you.
thấy nó lên nó bốc hơi không các bạn? Nó bốc hơi. Nước lỏng quá các bạn. Nước lỏng quá. Không sao. Cái lỗ nó đi dễ xuống. Không đầy các bạn. Không đầy chọn. Chọn nó không quýt. Các bạn biết đầy các bạn. Tâm sự xíu nha các bạn. Tâm sự xíu. Các bạn thấy kênh mình hay á, các bạn cho cái like và subscribe các bạn. Để tạo cái sự ủng hộ cho mình, để mình có những cái động lực mình làm video cho các bạn xem. Nói chung mình sẽ làm những cái video thường ngày các bạn, sửa chữa ha, rồi đường phố, rồi nói chung là nhiều thứ các bạn. Các bạn gõ các bạn thấy nó còn bập bợp là nó chưa có đầy nha các bạn. Ở đây mà các bạn để xử lý cái này á, xử lý cái xi măng này các bạn cho thêm một miếng bột xi măng vô nha. Giòn có điều là hồi nãy mình chế nước không nhiều. Các bạn ở nhà luôn các bạn chơi xi măng các bạn. Cho thêm vô xi măng các bạn. Còn lượng xi măng này các bạn cho nó vô xử luôn các bạn. Hồi lễ giỗ tổ Hùng Vương các bạn là bữa chủ nhật các bạn, trời ơi trên báo ha, đang ở Đầm Sen rất là đông, mà đúng là những khu du lịch rất là đông các bạn. Các bạn nào thích đi chơi vào những cái dịp lễ thì các bạn ở đây, nhưng mà mình không thích việc chen chúc các bạn. Chen chúc thì rất là ghét, cho nên thông thường mà ở nhà có đi là chúng ta sẽ đi vào những cái dịp mà nó trống trải ngày bình thường các bạn, cho đi dịp lễ chầu trực lâu lắm. Qua ngày hôm sau bữa thứ hai các bạn, thứ hai mình đi ngang Đập Sen, trời thấy nó vẫn đông các bạn. Dần đầu tư xứ đi chơi quá trời. Chung dịch giả nó vẫn còn, dân thì vẫn đi chơi đây các bạn. Chứ bây giờ nhốt họ ở nhà thì làm sao được. Thứ hai là dân Việt Nam có vaccine rồi, ai cũng tiêm đủ 2-3 mũi rồi, tức là cái khả năng là nó không chết các bạn, nó chỉ có bệnh. Thì bây giờ cái bệnh Covid đó, các bạn xem là một cái bệnh cảm thông thường các bạn, bệnh cảm thông thường. Nước ta cũng mở cửa rồi các bạn, dân ở nơi Việt Kiều nước ngoài người ta cũng về Việt Nam rồi các bạn. Về Việt Nam sau những cái hai năm đợt dịch đó các bạn, bây giờ người ta thăm nhà người ta, cho nên là không có cấm cản gì hết. Ai nó có điều kiện thì cứ về Việt Nam thôi các bạn.
chỗ không các bạn. Cái này nó bị cái hở đường gion á, là cái nước mưa nó long là nó bị hở ra. Cho nên là các bạn thấy cái đường gion nhà các bạn bị hở thì các bạn phải tranh thủ mua cái cây chét gion thì các bạn chét nha. Và là cách thứ hai là các bạn sử dụng vỏ xi măng, các bạn chét vô cái khe đó các bạn. Vậy thì nó sẽ bảo vệ cho cái lớp nền bên dưới các bạn. Đang nổ nhanh đó các bạn có thể dùng một ít cái đó các bạn bơm vô luôn rồi, dùng cái bơm vô. Nãy giờ cái gì nó uống hết nhiều rồi. Các bạn chỉ chép được khe thôi. Chép được khe luôn các bạn. Chép được cái khe thôi ha. Chép được cái khe thôi. Chét giòn giống như chét giòn luôn các bạn. Chỉ cho các bạn sau khi các bạn chét xong ha, các bạn làm sạch đẹp lại dễ ợt. Sau khi xong rồi các bạn dùng một cái tấm vải, các bạn sẽ lau lại cái chỗ nào mà xi măng dính tới viên viên gạch đó, các bạn lau lại là nó sạch sạch đẹp liền các bạn. Chứ nhiều khi các bạn để vậy thì khi mà nó đông cứng lại nó sẽ dính vô gạch đó các bạn, nhìn xấu. Còn lao là nó đẹp liền.
Rồi, xong rồi các bạn. Quay lại chỗ này xem thế nào. Các bạn thấy một cái dấu khủng không? Các bạn thấy cái dấu hụn xuống, tức là ở đây nó vẫn còn ở như các bạn. Đây nó vẫn còn là, các bạn nhớ xi bằng xuống nó vẫn xuống nữa đó. Rồi thôi mình chết ở đây luôn đi. Đó, mình chết. Nó xuống mớ rồi, nó cũng phần nào rồi các bạn. Cái này ở nhà các bạn mà có cái máy cắt ha các bạn. Các bạn sử dụng cái máy cắt các bạn cắt ha. Các bạn cắt. Sử dụng cái máy cắt các bạn cắt theo đường giòn đó. Rồi các bạn tháo cục gạch lên thôi. Thế mà cục gạch nó không dính và gõ gõ cái là nó xúc ra. Thấy không? Đây nhiều khi cái nền bên dưới của mình nó bị mỏng. Rồi. Rồi sau khi các bạn làm xong, các bạn dùng một cái dĩa lau hoặc một cái tờ khăn giấy các bạn. Nhiệm vụ là các bạn lau lại những cái chỗ mà liên quan tới gạch đó các bạn. Đây các bạn thấy nè. Đó các bạn lau được chưa? Đó, chừa cái đằng chỉ nha các bạn, không lau vô đằng chỉ nha. Chỉ để cho nó dính. Rồi. Chỗ này các bạn có thể đắp nó lên vô cũng được. Không? Để nó dính chỗ này nó đắp nó vô. Chỗ này nó còn nhiều lắm. Các bạn sử dụng một cái chất kích dính các bạn cho dính vô. Đây, đây nó có cái khớp. Ok nha. Đó. Chỗ nào máy các bạn đẩy nè các bạn. Sao các bạn đẩy cái là nó sạch liền các bạn. Còn mấy cái này kệ nó, ngày mai ấy, tự động nó thành một cái vật liệu cứng các bạn, kệ nó. Các bạn ép vậy là ok ha. Rồi. Từ từ mấy bên kia cũng vậy luôn các bạn. Rồi, các bạn thấy kênh hay vui lòng nhấn like và subscribe nha. Các bạn có một cái nè, trước khi xong á các bạn dùng nước các bạn không nhớ rửa lại nha. Còn các bạn không rửa lại thì mấy cái vật liệu này nó sẽ đông cứng lại nha. Các bạn phải rửa lại nha. Rồi các bạn thấy video mình quay không? Mình quay ở đây. Đó. Nó rửa lại nha các bạn. Đó, các bạn nhớ rửa lại. Cái này cũng rửa luôn. Đây cái xi măng nó mới rửa. Các bạn sạch sẽ ha. Rồi các bạn thấy hay vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nha, để mình có cái động lực mình làm chia sẻ những cái video hàng ngày cho các bạn xem. Bye bye nha. Bye bye.